Kinh dị, làm dâu đất độc. Tác giả Trung Kiên, giọng đọc Tả Từ, Bí ẩn Radio. Sau khi Hiểm và Lương sang nhà Thím Hương, vốn là một thầy cúng, cả hai người được thím cho rằng đang có âm khí vây quanh, thậm chí có một vong đi theo cả Lương. Cả hai người lẫn bố của Hiền đều mặt tái mét. Câu chuyện sẽ diễn biến ra sao? Mời các bạn cùng lắng nghe tiếp phần thứ hai. Hình như trên người bọn mày có... Có gì ạ? À? Hai vợ chồng đồng thanh. Là có âm khí. Chính xác là âm khí. Thì Vương nói xong thì cầm chén nước chè đưa lên miệng mà chép chép. Hiền và Lương hai đứa nhìn nhau, vẻ mặt đầy hoang mang. Lương lên tiếng. Thím à, cái gì mà có vong thanh niên mặc áo đỏ đi theo vợ chồng cháu? Thím nói thật chứ? Hiền lúc này trong đầu đã nghĩ ngay tới Lâm. Không biết vì sao cậu ta lại đi theo vợ chồng cô sang tận bên này. Cô lén lén nhìn ra cổng, tay bấu chặt lấy đùi Lương. Thím Hương đáp. Ô, tao ngần này tuổi rồi mà tao đùa chúng mày đấy à? Bên nhà mày dạo này có xảy ra vấn đề gì không mà sao có cả vong đi theo? Trên người chúng mày còn có âm khí bám vào kia kìa. Cái thằng vong kia muốn vào đây nhưng thấy tao nó bỏ đi mất rồi. Dạ, nếu đúng như thím tả thì đấy là em trai cháu ạ. Lương lắp bắp. Ông Quang và Thím Hương cùng tròn mắt nhìn Lương. Sao lại em trai nào? Hai vợ chồng nhìn nhau thở dài, rồi bắt đầu kể cho Thím Hương nghe đầu đuôi câu chuyện của nhà Lương. Cái chết của người em song sinh và việc vong hồn của cậu mất gần chục năm chưa có đi siêu thoát. Lương cũng không quên kể lại cái việc mà dòng họ nhà mình đến nay đã ba đời độc đinh. Nghe xong Thím Hương nói. Không ngờ là nhà bên đấy lắm vấn đề như vậy. Tôi mà sớm nhìn ra thế này, tôi đã không gả cháu tôi sang nhà anh. Phức tạp. Câu nói trêu của Thím Hương làm Lương ú ớ, không biết phải trả lời thế nào. Hai bàn tay Lương đan vào nhau bối rối. Thím Hương lườm nói. Gớm, cái thằng bộ đội này. Thím mày mới nói một câu mà mày đã tưởng thật à? Nhà mày gặp chuyện thế này thì để thím tìm cách xem sao. Chắc là nhà mày có vấn đề rồi. Nhưng muốn biết thế nào thì chúng mày phải về điện nhà thím để thánh soi cho. Lúc đấy mới vỡ lẽ ra được. Còn ở đây thím cũng chỉ biết được như thế thôi. Hai đứa nhìn nhau như chợt mở cờ trong bụng. Hiền nói với chồng. Đúng rồi đấy anh, việc nhà mình phải đi xem thôi. May quá nhà có thím làm thầy, có gì thím xem cho. Lương nghe vậy cũng mừng quính. Anh nhìn sang Thím Hương rồi gật đầu lia lịa. Ông Quang ngồi bên cạnh thì mờ. Có vấn đề thật hả thím? Liệu thím có giúp được nhà bên đấy không? Ồ hay, cái bác này, em đã bảo chúng nó sang để em xem cho. Còn giúp được không thì lúc đó mới biết được. May cho hai đứa nó là gặp em ở đây đấy. Ông Quang nghe xong thì gãi gãi đầu. Ông không hiểu lắm về cái chuyện tâm linh. Lương và Hiền lúc này thì mừng ra mặt. Đang bối rối chuyện gia đình, không biết phải làm sao, mà thế nào lại gặp ngay đúng thím Hương. Đúng là có quý nhân phù trợ rồi. Hai đứa cảm ơn thím rối rít rồi cùng nhau đi làm cơm. Thím Hương thấy hai đứa có vẻ yêu thương nhau như vậy thì cũng gật đầu mà hài lòng. Nhà Thím Hương ở cách nhà Hiền tận 70 cây số, ở mãi bên tỉnh khác nên Hiền và Lương không thể sang ngay được. Hai đứa bèn hẹn Thím là sẽ sắp xếp để sang điện nhà Thím xem sớm nhất có thể. Với lại chuyện này có lẽ phải bàn thêm với ông Long bà Loan. Thím Hương thấy hai đứa chần chừ như vậy thì cũng chẳng ép ngay. Dù sao Hiền và Lương cũng đã nghe Thím nói như vậy rồi. Chúng nó sắp xếp thời gian ra sao thì thím cũng thấy kệ. Chỉ dặn là từ nay nếu thấy nhà có biểu hiện gì lạ thì phải liên lạc với thím ngay. Và nếu có sang nhà thím để xem thì làm thế nào mà đưa ông Long bà Loan sang là tốt nhất. Vì hai ông bà mới thực sự là chủ nhà, là chủ mảnh đất bên ấy. Tối hôm đó, hai vợ chồng Lương Hiền về nhà có thuật lại những lời của thím Hương cho ông Long bà Loan nghe. Tưởng chừng sẽ được ông bà đồng tình hưởng ứng. Ai ngờ ông Long gạt phắt đi. Ông bảo chuyện dòng họ nhà ông độc đinh,
tuy là chuyện chưa giải thích được, nhưng hiện tại ông đang theo một ông thầy cúng rất cao tay ấn trong làng. Ông này hứa sẽ giúp gia đình ông giải quyết vấn đề, nên chắc sẽ không cần nhờ đến thím Hương nhà bên kia. Còn bà Loan thì có phần gay gắt hơn. Bà bảo thím Hương phán vớ vẩn. Cái gì mà có quỷ khí ở trong nhà ông bà? Bà là bà không tin. Hiền và Lương nghe thế vậy thì cũng tiêu nghỉu. Hai vợ chồng thuyết phục ông bà một hồi mà không có kết quả, nên cũng thôi chẳng nói thêm nữa. Lương mặc dù trong lòng khá là tin tưởng vào những gì mà thím Hương nói, bản thân anh cũng đã vô cùng kinh ngạc khi mà thím đã nhìn thấy và tả được lại hình ảnh của Lâm, em trai mình. Tuy nhiên anh cũng tỏ ra không sốt sắng lắm vào mấy chuyện này. Đi xem thì tốt, mà không đi xem chắc cũng chẳng sao. Dù gì ông Long cũng đã nói ông có một thầy cúng đang giúp đỡ chuyện gia đình rồi, nên anh cũng yên tâm phần nào. Chỉ có Hiền là tỏ ra thực sự lo lắng. Cô thân là con dâu, nhưng sau này chuyện của dòng họ Bùi sẽ đến tay cô phải lo liệu. Đã thế cô lại là người gặp vong hồn của Lâm đến 2 lần. Cô vô cùng sợ hãi nếu như chuyện này cứ tiếp tục tái diễn. Hiền lay vai thuyết phục chồng hôm nào đó sẽ cùng nhau ra nhà thím Hương xem, thì Lương cũng chỉ ậm ừ. Thôi để hôm nào anh được nghỉ dài dài thì hai vợ chồng mình qua xem sao. Chắc cũng chẳng có vấn đề gì đâu, em đừng quá lo lắng. Chuyện này bố cũng đang lo liệu rồi. Lương ở nhà thêm đồng vài hôm nữa thì cũng phải lên đơn vị. Từ hôm Lương đi, Hiền hàng ngày vẫn đi chợ bán hàng cùng với Linh. Con chó mực của Lương mang về được cô xích ở cửa bếp và nuôi nấng từ đấy. Nó trở thành một thành viên mới của gia đình và còn có vẻ rất khôn ngoan nữa. Thời gian tấm thoát trôi qua, vì những nhiệm vụ liên tiếp phải nhận và ứng trực thường xuyên nên Lương đã hơn nửa năm không về. Bụng của Hiền thì ngày càng to ra. Từ hôm biết được mình có bầu, cô mừng lắm. Cô cũng thường xuyên gọi điện cho Lương để trò chuyện và báo cho Lương được biết tình hình diễn biến trong nhà. Ấy thế nhưng, cũng từ dạo ấy, sức khỏe bà Loan ngày càng kém đi. Bà không được minh mẫn cho lắm. Nói chính xác hơn là đầu óc của bà càng ngày càng có vấn đề không bình thường. Ông Long thì vì suy nghĩ việc nhà và lo cho vợ chữa bệnh cũng đâm ra tiểu tụy đi nhiều. Vào đêm đông, trời mưa rả rích. Trời mùa đông tối đen như mực. Từng cơn gió lạnh ùa về qua những khe cửa của căn nhà, vang lên những tiếng rít vi vu lạnh lẽo. Hai chị em Hiền và Linh ngồi dưới bếp để nấu nồi cắm lợn, dành sáng mai sẽ cho mấy con lợn của nhà ăn. Chả là mấy tháng trước, ông Long có mua 4 con về để nuôi, dành tết thịt và bán kiếm thêm thu nhập cho gia đình. Ngồi bên bếp củi đỏ rực, tiếng lửa cháy vang lên tí tách. Linh cho hai củ khoai lang vùi vào trong đống tro còn đỏ hỏn, rồi cười lên thích thú. Lâu lắm rồi mới được ngồi bên bếp củi thế này chị nhỉ. Vùi hai củ khoai này vào tí là chín, hai chị em mình có cái mà ăn. Hiền ngồi bên cạnh Linh, lắng tai nghe từng giọt mưa tí tách rơi trên sân nhà. Đôi má cô ửng hồng vì ánh lửa bập bùng trước mắt. Khung cảnh lúc đó thật sự yên bình biết bao. Bỗng từ ngoài sân, con chó mực đang nằm ngủ ngon lành tự nhiên tức giấc. Nó gầm gừ rồi sủa lên từng hồi gắt quãng. Khung cảnh đang yên tĩnh, bỗng con chó sủa lên làm Hiền giật mình. Cô rướn lên nhìn ra phía cửa bếp thì thấy ngoài trời tối om. Con chó đang đứng ở hiên bếp mà nhìn ra phía dãy chuồng lợn, chuồng gà. Nó gầm gừ rồi sủa lên từng tiếng ngắt quãng. Linh lẩm bẩm: "Con Hâm này, nó sủa cái gì thế nhỉ? Đang đêm mà tự nhiên sủa lên." Hiền hơi nhíu mày: "Chắc nó thấy chuột bọ gì ấy mà, thôi kệ nó đi em." Hai chị em cũng chẳng để ý đến con chó mà lôi hai củ khoai cháy xém từ đống than ra bóc ăn. Cái Linh ăn nhồm nhoàm đến nhọ nhem cả mặt. Hiền cũng thích thú cầm củ khoai lên mà hít hà cái mùi khoai nướng thơm phừng phức đang xộc lên cánh mũi. Ngoài sân, con chó mực vẫn sủa lên những tiếng ngắt quãng không ngớt. Chốc chốc, nó còn kêu lên từng tiếng rên rỉ ư ử như đang tỏ ra sợ sệt điều gì. Ăn khoai xong, nhìn đồng hồ cũng đã hơn 11 giờ đêm. Hiền dục Linh: "Thôi, đi ngủ đi, mai còn đi chợ. Mà tối nay, mày ngủ với chị nhé. Bầu bí tầm này ngủ một mình nó bất tiện lắm, mà còn lạnh lắm ý." Linh vui vẻ nhận lời. Hai chị em dập củi rồi đi ra ngoài đóng cửa bếp. Trước khi lên nhà, Linh không quên quay lại nạt con chó mực.
Mích, im ngay. Đêm rồi sủa cái gì? Tao thịt mày bây giờ. Con mít nhìn cô ve vẩy cái đuôi, rồi lại quay mặt hướng ra chuồng lợn. Nó rên ư ử, rồi chạy vào nấp phía sau cánh cửa gỗ. Hiền căng mắt nhìn về phía con mít sủa, thì cũng chỉ thấy một màu tối đen, không gian im lìm và đặc quánh. Linh hơi dần dận, cô giục Hiền mau mau lên buồng đóng cửa lại và đi ngủ, vì đã muộn lắm rồi. Cả đêm hôm đó, ngoài tiếng mưa rơi, tiếng gió rít ra, thì tiếng con chó mực xích dưới bếp rên ư ử cả đêm, làm màn đêm càng trở nên u tối, tĩnh mịch đến lạ thường. Tiếng gà gáy sáng đánh thức cái Linh dậy. Đêm qua nó ngủ thật là ngon. Hiền nằm cạnh bên vẫn đang say giấc. Phụ nữ có bầu thường rất mệt mỏi, nên nó để cho chị ngủ tiếp, chứ không muốn gọi chị dậy. Ở gian ngoài, ông Long chắc cũng đã dậy rồi. Có tiếng bắn thuốc lào sòng sọc và tiếng nước nóng rót vào ấm sứ vang lên thật quen thuộc đối với Linh. Linh mở cửa buồng vươn vai. Khung cảnh làng quê sáng sớm thật đẹp và yên bình. Trời lúc này đã hừng sáng, bây giờ đã là hơn 6 giờ. Linh phải dậy chuẩn bị để còn đi ra chợ bán hàng, không thì muộn mất. Nghĩ vậy, Linh lục cục bước xuống bếp, múc hai xô cám thật to. Lúc đi qua cửa bếp thì con chó vẫn đang nằm rên ư ử. Linh nói với nó: "Làm gì mà mày rên cả đêm thế à? Dậy mau, sáng rồi." Con Mích nhìn thấy Linh thì vẫy đuôi mừng, rồi đứng dậy ưỡn dài cái lưng trên mặt đất. Linh lấy miếng thịt để trong trạn vứt cho nó ăn, rồi xách hai xô cám đi về phía dãy chuồng lợn chuồng gà. Được một lát, ông Long đang ngồi trên sân uống nước chè thì nghe thấy tiếng Linh hoảng hốt: "Ôi dồi ôi, thôi chết rồi, chết rồi bố ơi, bố xuống đây mà xem này." Tiếng gọi ý áo của Linh làm ông Long tí nữa thì sặc. Ông nuốt vội ngụm nước rồi xỏ dép bước ra sân. Vừa đi ông vừa nói: "Có chuyện gì mà sáng ra mày đã ầm ĩ lên thế hả?" "Bố xuống đây mà xem, gà bị làm sao ấy, nó chết hết sạch rồi." Linh hớt thải: "Chết hết gà?" Ông Long vội vã chạy xuống xem. Trước mắt ông là cái chuồng gà la liệt toàn xác gà chết cứng. Lũ gà đang độ hơn 2 cân ông nuôi để dành tiếp bán, mà chẳng biết bị làm sao, ăn quay ra chết cả. Rõ ràng hôm qua chúng vẫn đang chạy nhảy bình thường, mà bây giờ con nào con đấy tím tái cả đi, cứng ngắc. Ông Long trợn mắt há mồm. Ông nhìn sang bên chuồng lợn thì thấy 4 con lợn hôm nay cũng có biểu hiện lạ lắm. Chúng đang đứng túm tụm vào nhau trong góc tường, ánh mắt sợ sệt nhìn ra bên ngoài, biểu hiện đầy dè chừng, chứ không có cảnh kêu lên anh ếch đòi ăn như mọi hôm. Hiền và bà Loan nằm trên nhà, nghe thấy tiếng gọi của Linh thì cũng đã tỉnh dậy. Hai mẹ con chạy xuống xem, chứng kiến cảnh đấy thì cũng mắt chữ A mồm chữ O. Bà Loan ngẩn ngơ tiếc nuối, rồi ngồi thần ra một chỗ. Hiền ngẫm nghĩ một hồi rồi nói: "Đêm qua con thấy con chó nhà mình nó sủa lạ lắm, hôm nay lại xảy ra việc thế này. Để tí con gọi cho Tím Hương xem." "Sao lại như vậy nhỉ? Chẳng lẽ có thằng nào nó ném bả vào chuồng gà nhà mình?" Cái Linh đứng bên cạnh chu mỏ lên: "Nhà mình kín cổng cao tường, làm gì có ai mà vào được hả bố? Hay là xảy ra chuyện gì rồi?" Ông Lộc nhíu mày, gằn giọng: "Chúng mày chỉ giỏi nghĩ linh tinh thôi. Chuyện gì là chuyện gì? Để tí nữa tao sang mời thầy Bính trong làng sang xem cho. Đằng nào cũng hẹn ông ấy mấy hôm rồi. Để tao xem cái nhà này đang xảy ra cái chuyện gì mà bà Hương bên nhà cái Hiền còn bảo là có vấn đề." Hiền và Linh nghe xong chỉ còn biết im lặng. Xác lũ gà được để nguyên ở đó để chờ tí nữa ông thầy cúng sang xem. Linh tiếp tục cho lợn ăn xong thì cũng vội vàng chạy ra chợ, để lại việc nấu ăn sáng cho Hiền. Từ trong bếp, con chó mực đang đứng ngó nghiêng ra bên ngoài. Nó nghiêng nghiêng cái đầu nhìn cả nhà bằng vẻ mặt ngây ngốc và phát ra những tiếng rên ư ử như muốn nói ra điều gì đó. Mặt trời bắt đầu ló dạng phía xa xa. Sáng hôm đó, ông thầy Bính là một thầy cúng nổi tiếng trong làng được mời đến. Chính ông cũng là người đã hứa hẹn với ông Long rằng ông sẽ giải quyết giúp ông Long những chuyện phức tạp của gia đình dòng họ Bùi. Ông có biệt tài xem bói bằng chân gà luộc, nên còn được gọi bằng cái tên khác là thầy Bính chân gà. Ông thầy vừa vào đến nơi, ông Long hồ hởi chạy ra đón: "Chào thầy, thầy đến nơi rồi ạ, mời thầy vào." Thầy Bính đứng ở giữa sân. Ông mặc một bộ quần áo nâu sòng, một tay xách túi đồ nghề, tay kia đưa lên cằm
vuốt vuốt chòm râu ri, trông có vẻ tiêm phong đạo cốt, mà gật gật cái đầu. Ông Long rót chén nước mời thầy, rồi tiếp tục ngồi kể lại chuyện gia đình ông bấy lâu nay gặp phải. Hiền thấy hai ông nói chuyện nhưng cũng chẳng dám tham gia. Cô chỉ ngồi ở trong buồng trông ra mà hóng. Thầy Bính nghe ông Long nói một hồi thì gật cù. Ông xin phép đi ra vườn để nhìn qua địa thế một lát, rồi sẽ nói chuyện tiếp. Ông Long vườn vã dẫn thầy đi vòng quanh nhà một lượt. Đi đến đâu, thầy cũng cau mày, lắc đầu, rồi lẩm bẩm gì đó trong miệng, làm ông Long có vẻ lo lắng lắm. Lúc đi đến gian thờ Lâm, ông Bính đứng lại hỏi. Cái gian thờ này là gian thờ của con trai mà ông nói hay sao? Dạ đúng, đúng rồi thầy. Thầy Bính nhăm mặt, ông nheo mắt ngắm ngắm cái gì đó rồi bảo. Ông Long này, lúc trước xây gian thờ thằng Lâm, ông có để ý thấy rằng bàn thờ tổ tiên của ông được đặt thờ chung trên nhà, mà thằng Lâm này một mình một gian thờ riêng, nhìn chẳng khác nào nhà thờ tổ hay không? Ông Long tròn mắt gật gù, nói rằng thầy Bính nói chí phải. Thầy Bính lại nói tiếp. Để thế này không khác nào con cháu vượt mặt các cụ. Theo tôi là phải tìm cách giải cái gian thờ này đi, xong chuyển lên trên nhà, hoặc chuyển cả ban thờ dòng họ xuống đây, rồi đặt ảnh thằng Lâm xuống dưới cùng, dưới di ảnh và bắt hương các cụ nhà ông ấy. Như vậy mới là phải đạo. Nghe thầy Bính nói như vậy thì ông Long cho là có lý lắm. Ông gật cù cái đầu, rồi tiếp tục dẫn thầy Bính đi xem tiếp. Lúc đến mấy chuồng chăn nuôi, thầy Bính chắp tay sau lưng nói. Chết, chết thật thôi. Cái này là đất nhà ông bị động rồi. Đây, ông đứng đây mà xem. Ông nhìn từ hướng cửa chuồng gà chuồng lợn này, nhìn về phía xa xa bên kia kìa, xem có phải đang đối diện với cửa chùa làng hay không. Ông Long kinh ngạc cãi đầu. Ông tiến lên đứng cạnh thầy Bính mà nhìn theo hướng tay thầy chỉ. Từ phía đằng xa nơi rìa làng, cánh cổng chùa làng lấp ló sau tường rào bằng gạch, cách nhà ông độ khoảng mấy trăm mét. Chen giữa là mấy mảnh vườn của các nhà xung quanh. Điều này làm ông Long ngạc nhiên lắm. Thật sự, lần đầu ông mới để ý thấy điều đấy. Ông vỗ tay vào nhau đen đét nói. Chí phải, bây giờ tôi mới để ý thấy cái này. Mà thế này thì sao hả thầy? Thầy Bính nhìn ông Long cau mày. Thì bị thần vật của chứ làm sao. Nhà ông xây chuồng gia súc đối diện với cửa chùa, dù là từ đằng xa thì vẫn cứ là ảnh hưởng. Bị vật cho chết hết gà vịt. Còn vợ ông thì đầu óc không minh mẫn rồi đấy. Mà năm nay ông đã tạ đất chưa? Tôi là tôi thấy đất nhà ông động lắm. Long mạch nhà ông đứt gãy từ lâu rồi. Thế nên mới xảy ra cái hạn độc đinh mấy đời của gia đình ông. Ông Long nghe thấy những lời này thì cứ gật đầu lia lịa. Thầy nói phải lắm. Quả là đầu năm nay tôi cũng chưa có làm lễ tạ đất gì. Nhà nhiều việc quá nên cũng quên bén đấy mất. Vậy giờ theo thầy tôi phải làm sao? Thầy Bính nhìn ông Long với khí thế lấn át. Chứ còn sao nữa, giờ phải tạ đất, phải làm cái lễ bốc lại bát hương cho thằng Lâm. Phá gian thờ kia hay là chuyển bàn thờ dòng họ xuống đây thì tùy ông. Với lại ông phải xây cái tường rào cao lên, che khoảng không đối diện trước cổng chùa và mấy cái chuồng gà này đi. Ấy, nó phải là như thế thì nhà ông mới yên được. Còn việc tạ đất thì ông phải làm ngay đi, càng sớm lúc nào càng tốt lúc ấy. Phải chấn trạch lại, cái này là quan trọng nhất. Phải vậy thì mới giải được cái hạn độc đinh cho gia đình ông. Lễ là thế nào hả thầy? Cần phải chuẩn bị những gì? Hôm nào thì làm được? Ông Long nhanh nhẩu hỏi. Thầy Bính lấy ra tờ giấy, viết một sẵn những thứ cần thiết và yêu cầu ông Long chuẩn bị. Ông còn bảo ngoài tiền vàng mã, tiền lễ lạt ra thì ông Long phải chuẩn bị thêm cho ông khoảng 16 triệu nữa để ông thỉnh 4 con rùa bằng bạc ở đền núi Lửng về chôn trấn yểm cho gia đình. Tổng cộng nhâm nhầm hết cũng khoảng 25 triệu. Coi như là thầy làm giúp chứ không tính lời lãi công cán gì. Ông Long có cho thêm thầy bao nhiêu thì cho, tùy tâm. Cái này thầy là thầy làm phúc. Ông Long nghĩ ngợi một hồi rồi cũng gật đầu khái dục. Gì chứ tiền nhà ông cũng không có thiếu. Ông tưởng dạng khá giả có tiếng trong làng này rồi. Lần này chi ra mấy chục triệu mà giải quyết được việc của dòng họ thì ông cũng chi ngay. Thầy Bính thấy ông Long quyết định làm thì vui vẻ ra mặt. Ông hẹn ông Long 3 ngày nữa là ngày đẹp sẽ đến làm lễ. Bảo ông chuẩn bị nhanh để ông làm cho nhà được yên ổn. Dặn dò xong xuôi, thầy Bính cúi chào ra về. Ông Long cẩn thận tiễn thầy ra tận cổng rồi mới vào nhà. Ông thầy đi rồi, Hiền ngồi trong buồng thấy ông Long lên bàn thờ thắp hương, rồi lại chạy xuống gian thờ của Lâm khấn vái. Được một lát sau thì ông lật đật chạy lên trên nhà, mở tủ đếm tiền chuẩn bị ra một sấp bạc 100 xanh lét
còn thơm phức. Xem ra phen này ông quyết chí bạo chi, giải quyết tận gốc rễ cái vấn đề phức tạp của gia đình ông mà bấy lâu nay bây giờ mới tìm ra được lời giải. Ba hôm sau, ngày làm lễ đã tới. Ông Long gọi hai bà thím là em dâu của mình đến để chuẩn bị cơm nước cỗ bàn trong nhà. Linh hôm ấy cũng nghỉ bán hàng ở nhà lo việc. Hiền thì bụng to, chẳng làm được mấy, nên chủ yếu cứ đứng bên ngoài công việc mà quan sát rất kỹ mọi chuyện. Cô cũng không quên gọi điện báo cho Lương biết mọi tình hình diễn biến ở nhà. Bên đầu dây bên kia, Lương tỏ ra mừng và hy vọng lắm. Anh cũng mong sao sau lần này gia đình sẽ giải được hạn, giải được những sự rắc rối phức tạp bấy lâu nay đang gặp phải. Nhất là cái chuyện vong hồn của Lâm, em trai của Lương. Mong sao cậu ta sẽ được thanh thản mà đi siêu thoát, không về dọa vợ chồng anh nữa. Cái đấy mới chính là điều mà Lương mong nhất. Buổi làm lễ cầu an và tạ đất hôm đó diễn ra từ sáng tới tận giữa trưa. Hôm ấy, ông Long cũng đã quyết định nhờ người phá gian thờ của Lâm đi, nhờ thầy Bính chuyển lại bát hương của Lâm lên trên nhà thờ chung với các cụ. Ông Long nghĩ nhẩm trong đầu, thôi thì phá cái gian thờ đó cho rộng vườn, đằng nào ông cũng không muốn nó gây ra những điều phức tạp cho gia đình ông nữa. Thầy Bính sau đó dẫn ông Long ra bốn hướng của bốn góc khu vực ngôi nhà mà đào lên bốn cái lỗ sâu cả mét. Thầy lấy trong tay nải ra một cái bọc lụa màu đỏ, bên trong là bốn con rùa có đầu rồng làm bằng bạc. Con nào con đấy to gần bằng đầu con tay cái, trông có vẻ kỳ lạ lắm. Ông Long hỏi, thầy, rùa bé thế này liệu có trấn trạch được không? Ông thầy Bính nhìn sang đáp, sao lại không trấn được? Rùa này là rùa đặt làm theo hình dáng con long quy, lại được làm lễ thỉnh từ đến núi Lửng về, pháp lực mạnh mẽ lắm. Có bốn con chân bốn góc thế này thì từ đây long mạch nhà ông yên rồi, cứ yên chí. Ông Long chỉ còn biết gật cù lia lịa, nghĩ đi nghĩ lại thì cũng thấy phải. Thầy Bính nhanh tay chôn bốn con rùa xuống bốn cái hố, rồi cùng ông Long bí mật lấp lại, không cho người ta biết để tránh mất thiêng. Bức tường rào nhà ông đoạn hướng ra cửa chùa hôm đấy cũng được mấy người hàng xóm và bạn ông Long đến giúp đỡ mà xây cao thêm vượt quá đầu một đoạn. Bức tường như tấm bình phong che chắn cho gia đình ông, che khuất đi khoảng đối diện cửa chùa và dãy chuồng nuôi. Thầy Bính thấy vậy thì vuốt râu gật đầu, tỏ vẻ việc đã hoàn thành rồi. Bữa trưa hôm đấy, nhà ông Long đánh chén cỗ bàn tưng bừng. Lúc tiễn thầy Bính về, ông Long không quên rúi vào tay thầy một cục tiền cả thầy gần 30 triệu tiền công và tiền lễ để tỏ lòng thành của gia chủ. Thầy Bính thấy tiền thì sáng mắt lên, cười hào sảng, vỗ vai ông Long dặn, ông yên tâm là từ nay mọi chuyện đã đâu vào đấy, mọi chuyện đã được giải quyết ổn thỏa, rồi cúi chào ra về. Cả chiều mấy, ông Long bà Loan ngồi nói chuyện với nhau về việc hôm nay đã giải quyết. Coi bộ ông bà ưng ý lắm. Cái Linh chẳng hiểu gì nhưng cũng mừng ra mặt. Nó hy vọng từ nay gia đình không xảy ra những cái điều ma quái nữa, mà thay vào đó sẽ được yên ổn hơn. Nó hết đi ra đi vào, lại lên bàn thờ thắp hương cho anh trai và các cụ, lẩm bẩm khấn vái. Chỉ có Hiền thì khác. Từ lúc gặp ông Bính đến giờ, trong lòng cô vẫn dấy lên một chút gì đó không tin tưởng. Cô cảm thấy có điều gì đó không được đúng lắm về cách giải quyết của ông thầy này. Liệu nó có mang lại hiệu quả cho gia đình cô hay không? Ở dưới bếp, con Mích vẫn nằm một chỗ. Nó vẫn nhìn ra phía chuồng gà và thi thoảng lại rên lên ư ử. Đêm hôm đó, trời mưa to lắm. Từng tiếng sấm vang lên ùm ùm. Ánh chớp lập lòe trên bầu trời tối tăm, làm Hiền nằm trong buồng cảm thấy sợ hãi. Cô tính gọi cái Linh sang ngủ cùng, nhưng lúc này đã là quá nửa đêm. Ông Long bà Loan nằm ở gian ngoài đã ngủ ngáy vang lên từ lúc nào. Đang nằm trằn trọc lắng tai nghe tiếng mưa rả rích, thì đâu đó Hiền chợt nghe có tiếng khóc. Là tiếng khóc hu hu của ai đó vang lên trong đêm mưa, từ bên ngoài sân vọng vào. Hiền bỗng chốc thấy tóc gáy mình dựng đứng cả lên. Cảm giác dần dợn nhanh chóng xâm chiếm cơ thể, làm cô trợn tròn xoe đôi mắt mà nhìn lên trên mái nhà. Kim đồng hồ lúc này đã chỉ gần 1 giờ sáng. Cơn mưa to như thế, làm gì có ai ngoài sân mà lại có tiếng khóc. Hiền lấy hết sức bình tĩnh, lắng tai nghe một lần nữa. Tiếng khóc lúc gần lúc xa vọng vào cứ văng vẳng, làm cô cảm thấy thực sự sợ hãi. Hiền run lẩy bẩy bấm máy gọi điện thoại cho Linh.
được một lát mà không thấy đầu bên kia trả lời. Bên tai chỉ là những tiếng tút dài mà không có hồi đáp. Cô đoán rằng Linh đã để chế độ im lặng mà ngủ từ lúc nào rồi. Hiền run lắm, cô chùm chăn kín đầu để cho bớt sợ. Giữa cái đêm tối rét mướt như thế mà lại bỗng chốc xảy ra sự lạ. Thân đàn bà bụng mang dạ chửa, một thân một mình biết xoay sở ra làm sao. Ấy thế nhưng, mặc dù rất sợ hãi, nhưng mà tính hiếu kỳ của Hiền là rất cao. Từ góc kinh dị ngoài kia, lúc này lại như đang hối thúc trí tò mò của cô, làm cô không ngăn mình lại được, mà cuối cùng cũng phải nhòm đầu lên mà nhìn qua khe cửa sổ. Bên ngoài, không gian tối đen như mực, trời thì cứ mưa rả rích. Còn Bích mọi hôm được xích thì hay nằm ở hiên cửa bếp, hôm nay đã không nhìn thấy đâu nữa rồi. Hình như nó đã chui tọt núp sau khe cửa mà trốn mất hút. Đang quan sát một lượt mà chẳng thấy ai, bỗng có ánh chớp lóe sáng lên nhấp nháy, kéo theo đó là tiếng sấm nổ đi đùng, làm Hiền giật bắn mình. Đứng ở giữa sân, trong cái khoảng không gian mênh mông tối đen đó, là Lâm. Chính xác là hồn ma của Lâm. Anh ta đang đứng đó nhìn về phía cánh cửa sổ buồng của Hiền mà khóc lên từng tiếng não nề, với khuôn mặt cháy xém. Cơ thể Lâm đang ướt sũng, đứng lặng lẽ dưới làn mưa tối tăm. Hiền sợ lắm, người cô lạnh toát, cứng đưa cả lại. Lâm cứ thế mà khóc lên, tiếng khóc của Lâm rên rỉ như từ cõi xa xăm vọng về. Khuôn mặt chỉ toàn cơ thịt đỏ lòm với mái tóc cháy nham nhở, làm cho Hiền sợ như muốn lạc mất hồn phách. Được một lát, rồi Lâm bất ngờ chỉ về phía cửa sổ, nơi đôi mắt của Hiền đang trợn tròn nhìn ra, nói bằng cái giọng lạnh lẽo: Chị mới có thể giúp được gia đình tôi thôi. Họa rồi, họa rồi. Nói rồi, mười ánh chớp lóe lên, bóng dáng của Lâm cũng nhấp nháy, rồi bỗng chốc một biến mất. Hiền ngồi bên trong như thở phào được một cái. Thế nhưng cô chưa kịp buông ra hết hơi thì trên trời lại có tiếng nổ đùng đoàng. Một tia sét chói lòa đánh lên muốn xé toạc bầu trời. Cả một khoảng không gian tối đen trước mặt lại nhấp nháy lên một lần nữa. Lần này ở góc chuồng gà, một bóng đen từ đâu đột ngột xuất hiện. Nó đang đứng lù lù ở đó từ bao giờ và nhìn về phía Hiền mà cười lên sằng sặc. Tiếng cười kinh dị của bóng đen kia làm con Mích đang nằm bên trong bếp đột nhiên lao vụt ra. Nó hướng về phía chuồng gà chu lên từng hồi kinh hãi và sủa cắn điên loạn. Trong một giây kinh hoàng đó, Hiền kêu rú lên. Cô hét lên bất giác giữa đêm mà không kiểm soát được hành động của mình. Gió rít và sấm sét cứ thế mà nổ lên ầm ầm, làm đầu óc và đôi tai cô như ù cả đi. Phía bên ngoài buồng, ông Long và Loan nghe tiếng hét thì bật phắt dậy. Ông Long tiến lại gõ cửa buồng Hiền cồng cộc xem có chuyện gì xảy ra mà cô hét toáng lên như thế. Hiền, mở cửa ra con, làm sao mà hét toáng lên như thế? Ông Long lo lắng gõ cửa không ngừng. Bà Loan cũng ngồi bật dậy, bật cái công tắc điện mà sang buồng đánh thức nốt cái Linh xem có chuyện gì. Ngoài trời, gió vẫn rít, mưa vẫn rơi. Đáp lại những tiếng gọi của ông Long chỉ là những tiếng khóc thảm thiết kinh hãi từ trong buồng của Hiền vọng ra từng hồi. Tiếng con chó mực ở dưới bếp cứ kêu lên ăng ẳng, hòa vào tiếng mưa tiếng sấm, làm cho khung cảnh lúc này thực sự rối loạn. Trời đất càng lúc càng như tối tăm hơn. Màn đêm ngoài kia như đang muốn nuốt chửng lấy ngôi nhà liêu xiêu nhỏ bé vào trong đêm mưa gió mịt mù. Cánh cửa buồng bật mở, Hiền lao vội ra ngoài gian chính của ngôi nhà trước sự khó hiểu của ông Long và Loan. Cái Linh thoáng thấy gương mặt của Hiền hốt hoảng, mặt xanh lét như tàu lá chuối, thì nhanh chóng tới đỡ cô ra ngoài cái ghế giữa nhà. Hiền thở mộc, mồ hôi vã ra như tắm mà lắp bắp mãi không nói được lời. Phải mất một lúc cô mới chấn tĩnh lại được và từ từ kể lại diễn biến kinh hoàng lúc nãy. Cả nhà nhìn nhau đăm chiêu. Cái Linh tay nắm lấy vạt áo vo viên như cũng đang sợ hãi lắm. Ông Long lên tiếng trấn an: Chắc là con nằm mơ rồi, chứ mà kể cũng lạ. Từ ngày con về cái nhà này, cũng chỉ có mỗi con là thấy em Lâm hiện về, chứ nhà mình có ai thấy em ấy đâu. Với lại vừa hôm nay thầy Bính làm lễ cho nhà mình xong, đúng ra mọi chuyện nó phải yên ổn giờ mới phải. Làm gì có cái chuyện bóng đen nào đứng ở chỗ chuồng gà nữa. Hiền run rẩy nói: Không đâu, con không nằm mơ đâu, con nói thật. Vừa lúc nãy thôi Lâm còn đứng ngoài cửa, chú ấy khóc nhiều lắm, lại còn nói với con là nhà mình sắp gặp họa rồi. Bố ơi, hay là nhà mình hôm nay làm lễ đã xảy ra vấn đề gì rồi hả bố? Ông Long im lặng không cất lời,
Bảo Loan nói. Vơ vẩn. Mẹ nghĩ là con có chửa nên mệt mỏi, càng ngày càng nghĩ linh tinh rồi đấy. Từ nay mẹ không muốn xảy ra chuyện như thế này nữa đâu. Không muốn ai trong ngôi nhà này nhắc về cái việc ma quỷ liên quan đến Lâm nữa, biết chưa? Con lo mà tĩnh dưỡng cho khỏe đi. Còn có đôi ba tháng nữa thôi là đến ngày sinh rồi đấy. Những lời nói của ông Long bà Loan làm Hiền chỉ biết im lặng. Cô không biết phải nói ra sao để ông bà tin chuyện cô vừa gặp hồn ma của Lâm cả. Cái Linh cũng chẳng biết nói gì. Nó tiến lại bên cạnh xoa trán bóp vai cho Hiền một lúc, rồi đỡ cô sang bên giam buồng của nó. Đêm nay hai chị em sẽ ngủ chung với nhau cho đỡ sợ. Sáng ngày hôm sau, Hiền lấy điện thoại ra gọi cho Lương. Lương bảo rằng cuối tuần sau sẽ về, nên cô ở nhà phải cố gắng. Đợi đến hôm anh về rồi, hai vợ chồng cùng nhau sắp xếp sang nhà thím Hương xem sao. Suốt mấy ngày hôm đó, ngôi nhà bắt đầu xảy ra những hiện tượng kỳ lạ. Từ vụ đàn gà chết hôm trước thì đến nay đã được độ 5 hôm. Ao cá nhà ông Long đang đến kỳ thu hoạch thì sáng sớm ngày ra, bỗng cá tôm nổi đầy lên mặt nước, lập lờ trắng xóa một mảng. Ông Long hốt quá, phải gọi Tương Lai đến gấp để thu mua, không thì chết ngắc hết cả. Đàn lợn 4 con đang độ ăn độ lớn, sáng hôm ấy vẫn kêu inh ỏi. Ăn uống thì bình thường. Đến chiều, tự nhiên một con béo gần nhất chuồng lại lăn ra chết sùi của bọt mép. Con chó mực được xích ở hiên gian bếp, từ sau đêm đó cũng tỏ ra khác lạ hẳn. Lúc thì nó tỏ ra nhút nhát nằm núp sau cánh cửa rên ư ử, lúc thì nó cứ đứng nghe răng gầm gừ nhìn về phía chuồng gà như muốn đe dọa một cái gì đầy khó hiểu. Sáng hôm ấy, lúc Hiền đang ở ngoài chợ với Linh thì nhận được điện thoại của Lương. Lương nói rằng anh đang về, 30 phút nữa sẽ có mặt ở nhà. Làm cho Hiền mừng rỡ lắm. Cô bảo Linh ở lại trông hàng rồi vội vã ngồi lên chiếc xe đạp cọc cạch nhanh chóng trở về đón Lương. Con đường làng quanh co lại nhiều sỏi đá, bụng Hiền thì to, phải khó khăn lắm cô mới về được đến cổng nhà. Vừa vào đến trong sân, cô tá hỏa khi thấy giữa sân đồ đạc bị ai đó vứt ra tung tóe. Nhà cửa tối om, chẳng có bóng người, không thấy ông Long bà Loan đâu cả. Chiếc xe cúp mọi lần chống ở ngoài hiên bây giờ cũng không thấy nữa. Đã xảy ra chuyện gì? Chưa kịp chống xe xuống thì bỗng con chó mực đang ngồi ở cửa bếp cất lên tiếng gầm gừ. Nó nhìn Hiền trợn tròn đôi mắt rồi quay đầu ra phía nhà tắm sủa ông bọc. Hiền khẽ giật mình. Cô lẩm bẩm. Quái lạ, mọi hôm con chó này nhìn thấy mình nó mừng rỡ lắm cơ mà, tại sao hôm nay nó lại sủa và còn đe dọa mình nữa? Hiền thấy hơi gần gận trong đầu. Cô bất giác nhìn về phía nhà tắm, nơi con chó đang hướng về đó mà cắn sủa loạn cả lên. Trong giây lát, Hiền bỗng chốc lạnh cả người. Là bà Loan. Trước mắt cô, bà Loan đang ngồi vắt vẻo đung đưa trên thành giếng. Cái đầu bà nghiêng nghiêng ngó xuống giếng như đang muốn tìm kiếm cái gì. Mồm bà Loan cười loe ra, đôi chân bà hững hờ vung vẩy đầy nguy hiểm, như trực chờ sắp ngã nhào xuống bên dưới. Hiền sợ tái cả mặt, cô khẽ gạt chân chống xe xuống và bắt đầu tiến lại gần. Không biết ông Long đi đâu, cô ráo rác đưa mắt vào trong nhà thì thấy ngôi nhà hoàn toàn yên tĩnh. Có lẽ ông Long đi đâu đó mất rồi, chứ không có mặt ở trong nhà nữa. Hiền rối lắm, cô không biết xử lý ra sao. Cô khẽ cất tiếng gọi. Mẹ, mẹ ơi. Hiền bây giờ thật sự không dám gọi to. Cô sợ rằng nếu gọi to sẽ làm cho bà Loan giật mình mà ngã nhào xuống giếng mất. Hiền rón rén từng bước chậm chậm lại gần. Ở phía sau lưng, con chó mực vẫn cứ đứng đó mà sủa lên liên hồi. Hiền lại cất tiếng. Mẹ, mẹ ơi, mẹ làm gì đấy? Bà Loan không trả lời, cũng không ngẩng đầu lên nhìn. Dường như bà không để ý đến sự hiện diện của Hiền. Bà ta cứ ngồi đó mà nhòm xuống giếng. Cái miệng của bà đang cười tươi rói một cách quái dị, phát ra những tiếng hí hí. Chứng kiến cảnh tượng này, Hiền khẽ nuốt nước bọt cái ực. Không biết bà Loan đang làm gì. Phải chăng bệnh tình của bà càng lúc càng nặng hơn hay sao? Cô nhẹ nhàng bước từng bước chân thận trọng để tiến gần hơn bà Loan. Lúc chỉ còn cách cái giếng tầm chục bước chân, bỗng từ phía ngoài sân có tiếng xe máy từ ngoài cổng đi vào. Tiếng xe cúp quen thuộc vang lên và những tiếng bấm còi vọng tới. Ông Long đã về,
hôm nay ông đi lên huyện cắt thuốc cho bà Loan như thường lệ. Vừa vào đến sân, ông đã nói lớn: "Cái gì mà tung tóe hết ra cả thế này?" Hiền vội vàng quay đầu lại nhìn ông Long. Trong phút chốc đó, bà Loan đang ngồi trên thành giếng cũng như bừng tỉnh. Bà cất tiếng: "Ô, cái Hiền về đấy hả con?" Hiền ngoảnh lại, cô mở tròn đôi mắt mà nhìn bà Loan. Bà bước xuống đất như không có chuyện gì. Hiền ngạc nhiên lắm. Cô u ớ: "Vâng, mẹ đang làm gì đấy ạ? Sao nãy giờ con gọi mẹ không nghe?" Bà Loan ngạc nhiên nhìn cô: "Con gọi mẹ lúc nào?" "Mẹ đang định múc nước gội đầu. Mấy hôm nay trời lạnh không gội được, đầu bẩn quá đây này." Trái tim Hiền tự nhiên đập lên bình bịch. Rõ ràng hình ảnh lúc nãy của bà Loan còn hiện rõ trong mắt cô. Từ cử chỉ điệu bộ, dáng ngồi vắt vẻo trên thành giếng và tiếng cười hí hí mới vừa lúc nãy đã biến đâu mất. Bà Loan quay trở lại bình thường ngay từ khi nghe tiếng ông Long trở về, như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Thấy hai mẹ con đang đứng ở chỗ nhà tắm, ông Long nói vọng xuống: "Hai mẹ con nhà mày làm cái gì mà nhà cửa tung tóe hết cả ra thế? Dọn dẹp cái gì đấy?" Bà Loan bước lên trên sân, bỏ lại Hiền phía sau đang đứng thẫn thờ nhìn theo. "Ô hay nhở, sao đồ đạc lại tung tóe ra thế này?" "Hiền, tìm cái gì mà bới tung hết cả lên thế hả con? Lên sắp xếp đồ đạc vào nhanh lên, hôm nay thằng Lương nó về đấy." Hiền ngơ ngác cãi đầu nhìn theo bà Loan, rồi lại nhìn sang cái thành giếng như không hiểu đang xảy ra chuyện gì. Cô đi lên nhà phụ bà Loan dọn dẹp, trong đầu không khỏi dấy lên một đống những suy nghĩ thật cùng khó hiểu. Trưa hôm đó, cuối cùng thì Lương cũng đã về. Hiền lôi tuột chồng vào trong phòng, thuật lại một loạt những câu chuyện xảy ra ở nhà, làm Lương kinh ngạc như không tin vào tai mình. Hai vợ chồng bàn tính một hồi rồi ra ngoài nói chuyện với ông Long bà Loan. Lương nói: "Bố mẹ ngày mai có rảnh không ạ? Đi cùng vợ chồng con thử sang nhà thím Hương bên nhà Hiền xem sao. Con thấy hình như trong nhà mình có chuyện không ổn." Bà Loan ngắt lời: "Ô hay, vừa về nhà đã đi đâu? Thế con không biết là bố mẹ vừa bỏ mấy chục triệu ra nhờ ông Bính làm lễ à? Xem mới chả xét." Thấy vợ nói vậy, ông Long cũng nói theo. Ông tỏ ý là vợ chồng Hiền Lương chỉ lo vớ vẩn. Mọi chuyện ông đã giải quyết ổn thỏa rồi. Nếu hai vợ chồng muốn đi xem thì tự mà đi. Ông bà cũng không cần phải xem nữa. Thuyết phục mãi chẳng được, hai vợ chồng đành ngày mai sẽ tự đi xem, không cần ông bà đi cùng nữa. Hiền thấy Lương quyết định như vậy thì cũng mừng. Lần này cô phải sang nhà thím Hương để xem cho ra nhẽ, xem rốt cuộc gia đình cô bị làm sao mà xảy ra lắm những cái chuyện quái dị đến như vậy. Sáng ngày hôm sau, Lương và Hiền chủ động dậy từ sớm để đi sang nhà thím Hương. Vì nhà thím ở xa nên có lẽ đi sang bên đó phải đến chiều mới về được. Đã bao nhiêu năm nay Hiền không sang nhà thím, cho nên đường xá cô cũng quên hết rồi. Phải vất vả lắm, qua sự chỉ dẫn bằng điện thoại thì hai vợ chồng mới mò được đến nơi. Nhà thím Hương khá lớn, căn nhà ngói đỏ nằm ở trong một ngôi làng sáp dưới chân quả đồi. Chiếc xe phi vào đến cổng. Vừa tới nơi thì thấy thím Hương đang đứng ngoài sân đợi sẵn. Thấy vợ chồng Lương Hiền, thím Hương nói lớn: "Xa không? Gớm, vất vả quá. Bụng cái Hiền đã to thế kia rồi kìa. Hai đứa vào đây." Mấy tháng rồi mới gặp lại thím. Lần này sang nhà thím chơi thì hai đứa cũng vui vẻ lắm. Hôm nay thím ở nhà một mình. Chú út nhà Hiền đi lên tỉnh có việc nên cũng không có mặt ở nhà. Để không khỏi mất thời gian thì vừa vào bên trong, hai vợ chồng đã vội vàng thuật lại ngay diễn biến của gia đình suốt từ mấy hôm gặp thím. Thím Hương ngật cù. Thím pha ấm chè mời hai đứa rồi bắt đầu nói: "Chuyện nhà thằng Lương ấy, thím vốn đã thấy phức tạp từ lần đó rồi. Nếu hôm nay mà có ông Long bà Loan thì sẽ tốt hơn. Hài, nhưng mà không sao. Hai đứa đã cất công sang tận đây rồi thì để thím vào điện hỏi thánh cho ra nhẽ. Rốt cuộc nhà bên đấy xảy ra cái chuyện gì?" Hai vợ chồng nhìn nhau gật đầu. Thím Hương uống cạn chén nước chè đặc rồi dẫn hai vợ chồng đi sang gian bên. Bên cạnh nhà thím Hương có một gian nhỏ, được xây theo lối chạm trổ rồng phượng, ngói son mái bảy bốn phía cong cong nhìn khá đẹp mắt. Thím Hương đẩy cửa bước vào. Đập vào mắt Lương và Hiền là một cái điện thờ lớn chia làm nhiều bậc. Phía trên đỉnh là tượng một người đàn ông râu dài mặc bộ bào màu vàng. Bậc tiếp theo là bốn người đàn ông khác, và bậc dưới cùng là tượng một người phụ nữ mặc bộ quần áo màu hồng cánh sen. Trên mái nhà của gian điện, hai bên
có treo hai con tanh già bạch xà to bằng bắp đùi, quấn dài ngoẵng nằm vắt vẻo. Những tấm rèm tấm thảm sặc sỡ đủ màu sắc và đủ thứ đồ đạc cúng bái được bài trí kỳ công gọn gàng. Nào, ngồi xuống đây đi, hai đứa. Thím Hương quỳ trước ban thờ và chỉ vợ chồng Hiền Lương ngồi ra phía sau lưng. Hiền hỏi: Thím ơi, thím là thầy cúng hay thầy bói đấy ạ? Thím Hương vái vái ba vái rồi đứng dậy thắp nhang. Thím cắm vào mỗi bát hương một nén nhang, vừa đi vừa nói: Nửa thầy cúng, nửa thầy bói. Phải mà cũng không phải. Thím là cô đồng. Cô đồng? Lương tò mò. Thì cô đồng chứ sao? Cô đồng đạo mẫu tứ phủ. Thím mày là ghế cô chín. Thế chúng mày không biết đạo mẫu à? Hầu đồng à? Thím Hương vừa vái vừa đáp. Lúc này hai vợ chồng mới hiểu ra. Thì ra thím Hương là cô đồng được ăn lộc. Thím là người của đạo mẫu, chứ không phải mấy thầy bói toán hành nghề thông thường. Hiền và Lương nhìn nhau gật đầu, rồi cũng bắt đầu vái theo. Thím Hương lấy ra một cái mõ đồng, gõ lên từng tiếng vang vọng. Thím hỏi họ tên ông Long bà Loan, địa chỉ nhà, rồi bắt đầu cúng bái. Con Nam Mô A Di Đà Phật. Con lạy chín phương trời, mười phương chư Phật mười phương. Con lạy Đức Vua Cha Ngọc Hoàng Thượng Đế, tam phủ công đồng, tứ phủ vạn linh. Thím Hương lầm rầm khấn vái một hồi khá lâu. Hiền và Lương ngồi phía sau chắp tay vái vái mà chờ đợi. Được một lát thì thím quay đầu lại, đôi mắt thím nhắm nghiền và bắt đầu nói: Nào, giờ thì nói cho cô nghe chuyện của nhà con xem nào. Điệu bộ của thím Hương lúc này thật lạ. Lương nhìn sang vợ tỏ ra bối rối. Rõ ràng lúc nãy đã nói với thím rồi, sao bây giờ lại hỏi lại? Như hiểu ra vấn đề, Hiền nhanh nhỏ đáp: Lạy cô, chuyện nhà con bây giờ gặp vấn đề như thế này, mong cô cứu giúp. Nói rồi Hiền tụt lại mở hồi. Thím Hương ngồi khoanh, chân vừa nghe vừa lắc lư thân người. Hai tay thím bắt ấn để trên đùi và đôi mắt nhắm nghiền làm Lương thấy tò mò lắm. Tuy nhiên thì anh cũng mờ mờ hiểu ra. Có lẽ lúc này người ngồi đây không phải là Thím Hương mà là một vị nào đó thím đã tỉnh về ngự. Thím Hương nghe câu chuyện của Hiền xong thì thở ra một hơi lạnh ngắt. Câu đầu tiên thím nói làm cả Hiền và Lương sợ đến dựng tóc gáy. Thím chỉ tay vào Lương mà nói rằng: Cẩn thận, nhà sắp có tang rồi. Thím, cô nói sao ạ? Có tang? Lương ấp úng. Hai vợ chồng mở to mắt ra và nhìn Thím Hương. Thím Hương khe khẽ gật đầu rồi nói tiếp: Âm trạch nhà này thật sự rối loạn rồi, mồ mà các cụ không có được yên. Hiện tại ta vẫn chưa soi ra được nguyên nhân ra làm sao. Lương run rẩy. Câu phán đầu tiên của Thím Hương ngay khi lên đồng lại phán rằng nhà anh sắp có tang. Cái tang này là sao? Và nếu có thì nó sẽ rơi vào ai? Anh lấy hết sức bình tĩnh mà mồm vẫn lắp bắp: Nhưng mà có tang là sao ạ? Cô có thể nói rõ hơn cho con biết được không? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Có giải quyết được không ạ? Mà nhà con cũng mới nhờ thầy cúng về làm việc âm rồi. Thím Hương gật cù. Người thím lắc lư như kẻ say, đưa một ngón tay lên rồi gằn giọng: Thầy gì cái ngữ thằng ấy, nó làm được cái gì? Đang rối tinh rối mù cả lên cái kìa. Ta nhìn ra nhà con sắp tới sẽ có tang sự. Nó sẽ xảy ra vào năm sau, còn vào ai thì chưa biết. Gần như là số mệnh khó tránh khỏi. Nếu có giải quyết, ta cũng sẽ cố hết sức giúp đỡ, nhưng không biết sẽ kéo dài được thêm bao lâu. Chỉ là trì hoãn thêm mà thôi. Đất nhà con nặng lắm. Thằng em trai con chưa có siêu thoát được. Nó vẫn đang vấn vương ở nhà với mục đích gì đó. Và còn một chuyện quan trọng nữa, trong mảnh đất nhà con có một khoảng tối tăm mà ta chưa nhìn rõ. Có vấn đề ở chỗ đấy. Hai vợ chồng nhìn nhau. Hiền khẩn thiết hỏi Thím Hương: Cô ơi, cô giúp nhà con với. Bây giờ soi được ra như vậy rồi, chăm sự chúng con cúi xin cô giúp. Thím Hương đôi mắt nhắm nghiền im lặng một hồi rồi khẽ lắc đầu: Nếu như đưa được anh sinh chị đẻ của con đến điện thì có thể sẽ nhìn ra được tường tận hơn. Bây giờ ta chỉ giúp được có thế. Nếu có thể
thì hôm nào đưa bố mẹ con sang đây gặp ta, ta sẽ giúp hết sức mình. Chuyện này liên quan đến cả mồ mả tổ tiên âm trạch dòng họ Bùi, nên không đơn giản mà giải quyết được. Vậy việc chú Lâm thì phải làm sao thưa cô? Hiền hỏi. Cậu ta không phải vong ác đâu, cậu ta làng vàng nghiệm về có nguyên do. Ta không thấy có biểu hiện gì là cậu ta muốn hại ai trong gia đình cả. Và con có quý nhân đi theo phù trợ đó. Hiền ngạc nhiên. Con à, quý nhân là ai à? Mẹ ruột con, người phụ nữ mặc áo trắng đang đứng ngoài sân kia kìa. Thím Hương nói xong chỉ tay ra phía ngoài cửa. Hiền chợt như có một luồng điện chạy dọc sống lưng. Cô quay mặt lại nhìn nhưng chẳng thấy ai cả, chỉ thấy rằng sống lưng mình lạnh toát và cảm giác như có ai đó đang đứng đó nhìn mình. Hiền lẩm bẩm. Mẹ? Đúng, mẹ của con. Mẹ của con vẫn luôn đi theo bảo vệ, và bà ấy đang đứng ở đây ngay lúc này. Con có muốn nói với mẹ mình điều gì thì nói đi, ta sang tai cho. Thím Hương nói. Hiền và Lương như không tin vào tai mình, cả hai bắt đầu run rẩy nói chuyện với Thím Hương và nhờ Thím truyền tải sang cho mẹ mình. Thật sự là cứ nửa hư nửa thực. Thím Hương truyền đạt lại cho từng câu từng chữ, từng chi tiết những lời mẹ của Hiền nói lại cho cô. Những câu chuyện, những bí mật mà chỉ bà mẹ biết được, mà lúc này Thím Hương đang nói ra, làm Hiền hoàn toàn tin là mẹ cô đang xuất hiện ở đây, ngay bên cạnh mình lúc này. Hiền khóc òa lên như đứa trẻ. Lương thấy vợ bảo đúng thì cũng lẩm bẩm chào mẹ vợ rối rít. Thím Hương sang tai truyền tải một hồi thì hỏi rằng có muốn xem gì nữa không. Vì chuyện này muốn giải quyết tiếp phải đưa ông Long Bảo Loan sang đây mới làm tiếp được, nên hai vợ chồng đành xin kết thúc vấn đề tại đây. Thím Hương gật đầu rồi quay mặt lại phía điện thờ. Thím cúi lại ba vái rồi cơ thể khẽ run run lên. Lát sau thím quay mặt lại nói. Thánh tăng rồi. Thế nào? Chuyện gì cần nói thánh cũng đã nói. Bây giờ còn tùy xem anh sinh chị đẻ ra thằng Lương có chịu tin mà sang đây làm việc hay không thôi. Lương và Hiền trong đầu đầy những suy nghĩ mông lung. Cả hai không biết nói thêm gì, chỉ còn biết vâng vâng dạ dạ, rồi cùng Thím Hương ra ngoài đóng cửa điện lại. Tối hôm đó về nhà, Cái Linh đã nấu cơm xong xuôi. Ông Long Bảo Loan đang ngồi hóng gió ngoài hiên cửa. Ông Long bắn cái điếu thuốc lào vang lên sòng sọc. Vừa thấy hai vợ chồng Lương Hiền về, ông nói. Đi gì mà đi từ sáng đến giờ? Thế nay đi xem thì ra làm sao? Hai vợ chồng yên lặng vâng dạ cho qua, chứ chưa nói gì. Suốt một quãng đường về, những lời Thím Hương lúc lên đồng nói ra làm cả hai vợ chồng cứ suy nghĩ miên man mãi, tâm trạng rối bời bứt rứt không yên. Bữa cơm tối đoàn tụ của gia đình đầy đủ thành viên sau mấy tháng trời, không khí khá đầm ấm. Bà Loan vẫn không quên để một cái bát, một đôi đũa trống ở trên mâm như mọi khi. Hiền thấy vậy thì chợt nghĩ đến Lâm, cô khẽ rùng mình. Phải khó khăn lắm thì sau bữa cơm hai đứa mới bắt đầu mở lời câu chuyện được. Rằng hôm nay đi xem ở nhà Thím Hương thì được thánh sang tai, cả những vấn đề mà thánh nói về gia đình. Nghe xong ông Long nói. Lắm thầy thì nhiều ma. Chuyện này bố mày đã nhờ thầy Bính xem rồi, giải quyết rồi. Mỗi người nói một kiểu, chẳng biết tin người nào, rõ là vẽ chuyện. Lương đáp. Nhưng con thấy Thím Hương xem đúng lắm đấy, con nghĩ bố mẹ nên sang đấy xem thử một lần xem sao. Mà sao bố mẹ không tin nhỉ? Có vấn đề cực kỳ quan trọng. Thím Hương còn nói năm sau nhà mình cẩn thận là không có. Hiền giật mình kéo kéo áo chồng. Lương chợt im lặng. Có gì? Ông Long Bà Loan đồng thanh. Dạ không, là có nhiều chuyện lắm. Tóm lại bố mẹ nên sang xem tận nơi thì hơn. Lương chợt nghĩ rằng không nên nói ra rằng Thím Hương bảo nhà mình có tang. Kéo nói ra ông bà lại sừng cố lên, có khi còn mắng hai đứa té tát. Tiếp phục gãy lưỡi một hồi mà không kết quả. Bà Loan còn tỏ vẻ khó chịu. Bà đi thẳng vào buồng. Thôi xem xét cái gì, càng xem càng tốn tiền, xong lại mất thêm một đống tiền làm lễ. Làm thì cũng làm rồi, bố mày nói phải đấy. Lắm thầy thì nhiều ma, vẽ chuyện. Chuyện này ấy vẫn là để bố mẹ mày lo, hai đứa chưa cần phải xem vào. Nghe bà Loan nói như thế thì cả hai chỉ biết im lặng. Cái Linh vì không muốn gia đình lời qua tiếng lại nên cũng đứng dậy bê mâm đi, rủ Hiền đi ra ngoài cùng rửa bát. Suốt mấy ngày Lương ở nhà, chuyện xem bói chưa được thống nhất xong thì anh cũng phải lên đơn vị.
Hiền ở nhà cũng chỉ biết thở dài qua ngày mà theo dõi thêm tình hình ra làm sao. Bệnh tình của bà Loan càng lúc càng nặng. Bà cứ thơ thơ thần thần suốt ngày. Đêm đêm cứ đi ra đi vào, từ nhà ra bờ ao mấy vòng, sau đó mới chịu vào ngủ. Ông Long đưa bà đi hết viện này đến viện nọ. Khám thì cũng chẳng ra bệnh gì. Bác sĩ chỉ bán cho vài hộp hoạt huyết dưỡng não, bảo bà ăn ngủ điều độ rồi cũng thôi. Cái Linh dạo này có người yêu. Nó đi bán hàng ở chợ ban ngày. Tôi đến là đi lượm với thằng bồ từ sớm đến đêm mới về. Bỏ Hiền ở nhà làm cô càng thấy chán hơn. Hôm đó là cuối tháng 2 âm lịch. Hiền đang ngồi ngoài sân thì một cơn đau nhói ở bụng khẽ chuyển đến. Cô vào nhà kiểm tra thì thấy có máu rỉ ra. Biết là sắp trở dạ. Cô gọi vội cho chồng báo tin rồi bấm máy gọi cái Linh về gấp. Ông Long đang đưa bà Loan đi xem hát ở làng bên, cũng nhận được cuộc gọi của cô con dâu mà vội vã về nhà. Trong lòng mừng khấp khởi. Lương vội vã viết đơn phép để về với vợ. Về đến nơi thì thấy Hiền đã vào viện nằm chờ rồi. Một ngày sau, Hiền sinh con. Đứa trẻ ra đời là một thằng bé trai bụ bẫm, nặng đến 3,8 cân. Cả nhà mừng lắm. Vậy là từ nay, dòng họ Bùi có thêm một đời nữa kế tiếp rồi. Lại là một thằng cháu trai nối dõi nữa. Gia đình hai bà thím, em dâu của ông Long cũng kéo đến đông nghịt. Nhìn thằng bé trai kháu khỉnh, giống y hệt bố, được Lương bế trên tay, thì ai nấy đều vui như tết. Hiền nằm trên giường khẽ chảy một dòng nước mắt. Vậy là một trong những trách nhiệm cao cả cô đã hoàn thành. Tiến chức làm mẹ khiến cho cô khi đó xúc động vô cùng. Nhưng tự nhiên cô chợt nghĩ đến một vấn đề khác. Chuyện độc đinh của dòng họ Bùi. Niềm vui từ khi có thêm đứa trẻ con ở trong nhà làm không khí trở nên rộn ràng hơn hẳn. Người ra người vào thăm hỏi sau mấy cứ tíu ta tíu tít, làm cả nhà tự nhiên quên bánh đi cái việc xem bói và những lời của thím Hương dặn. Lương ở nhà được mấy hôm thì lại lên đơn vị. Mọi chuyện chăm sóc vợ để lại cho bà Loan và cây Linh. Hôm ấy, sau độ 3 tháng đứa bé ra đời, như thường lệ, đến ngày ông Long phải lên huyện để cắt thuốc cho bà Loan. Chẳng hiểu thuốc bắc hay thuốc nam kiểu gì mà uống mãi cũng chẳng thấy đỡ. Ông dặn cây Linh ở nhà trông nom chị và mẹ một hồi, rồi dắt cái xe cúp 81 đi từ sáng. Tiếng xe nổ máy giòn giã. Ông đạp số rồi phi thẳng ra cổng. Từ phía sau, con mực đang đứng trên hiên nhà nhìn ông với ánh mắt kỳ lạ. Nó rên lên ư rồi sủa. Chiều tối hôm đó, cơm nước xong xuôi, Linh bê mâm cơm lên trên nhà thì nhìn đồng hồ đã gần 6:30 tối. Bà Loan đang ngồi thơ thẩn trên hè, trông về phía bờ sông xa xa như ngóng bóng xe của ông Long. Hiền bế con trong buồng. Từ nãy đến giờ không hiểu sao mà thằng nhỏ cứ khóc ré lên, dỗ mãi mà không nín. Cô bế thằng bé ra, nhìn lên đồng hồ rồi nói: "Quái lạ, sao giờ bố vẫn chưa về? Mọi hôm tầm chiều là bố về rồi cơ mà." Cái Linh vừa nhắn tin với người yêu, vừa cười tủm tỉm vừa đáp: "Chắc là bố la cà đánh cờ đánh quạt ở đâu thôi. Chị thử bấm điện thoại gọi cho bố xem." Hiền tiến đến buồng, lấy cái điện thoại ra rồi bấm máy gọi. Những tiếng tút xài bắt đầu vang lên. Được 3 tiếng thì đầu bên kia có tiếng người đàn ông nghe máy. "Alo, ai gọi vào số ông Long đấy?" Hiền khẽ giật mình. Điện thoại của bố mà ai lại cầm máy? "Ai đây à? Cháu là con dâu ông Long. Ai cầm máy bố cháu đấy?" Đầu dây bên kia im lặng. Người đàn ông đó chép miệng thở dài rồi nói từng câu chậm rãi: "Chào chị, chúng tôi là công an huyện. Chị là con dâu ông Long phải không?" Thấy người đàn ông kia xưng là công an, Hiền bỗng cảm thấy khó hiểu hoang mang. Ông Long làm cái gì mà lại bị công an cầm máy? Cô ấp úng: "Vâng, cháu là con dâu bố Long. Sao chú lại cầm máy bố cháu? Bố cháu đâu?" Người đàn ông bên kia từ tốn tiếp lời. Trong lời nói có hơi nặng nề. Ông ta nói: "Có cái chuyện này mong gia đình hết sức bình tĩnh. Chúng tôi đã muốn gọi cho gia đình từ chiều nhưng chưa gọi được, vì ông Long có cài mật khẩu máy. Vì ông Long có cài mật khẩu máy. Giờ chứng minh thư ra thì thấy địa chỉ nhà. Chúng tôi đã cho người về xác minh. Đúng lúc chị gọi sang thì chúng tôi cũng báo luôn rằng mong gia đình hết sức bình tĩnh." "Chuyện gì? Sao chú lòng vòng mãi thế? Bố cháu đâu?" Hiền khó chịu gắt lên. Bà Loan với cái Linh nghe thấy Hiền to tiếng thì quay ra nhìn cô cau mày. Cái Linh đưa mặt ra khó hiểu.
Gì đấy chị? Ai đấy? Bố đâu? Người đàn ông bên kia im lặng một hồi, vẫn tiếng thở nặng nề, từng câu nói chậm rãi. Xin chia buồn với gia đình, ông Long chết rồi. Cái gì? Hiền hét toáng lên. Cái Linh thấy có điều gì đó không ổn, nó đứng phắt dậy, tiến lại ghé sát bên tai Hiền lắng nghe. Người bên kia nói tiếp: Chúng tôi là công an huyện, xin được báo cho gia đình biết rằng ông Long đã bị tai nạn giao thông. Ông Long bị xe container quệt rồi quấn vào gầm xe không qua khỏi. Hiện xác của ông đang được để trong nhà xác bệnh viện huyện. Mời gia đình lên đồn công an huyện để làm thủ tục. Từng lời người đàn ông kia nói ra như từng tiếng sét đánh vào bên tai Hiền và Linh. Cái Linh run rẩy đến khuỵu cả chân, ngồi bệt xuống đất. Bà Loan ngồi ngoài thấy vậy cũng đi vào nhà xem. Vừa đi bà vừa hỏi: Có cái chuyện gì mà hai đứa như người mất hồn thế à? Bố mày về đến đâu rồi? Hiền ấp úng hỏi lại đầu dây bên kia. Mặt cô tái mét cả đi. Chú nói thật chứ? Chú không đùa đấy chứ? Bố cháu đâu? Người đàn ông bên kia lúc này nói to và rõ hơn. Ông ta trả lời đầy dứt khoát: Ông Bùi Thanh Long, sinh năm 1952, đã bị tai nạn tại km số 7 đường Vành Đai huyện. Mời gia đình lên đồn công an huyện xác minh và làm thủ tục thời gian sớm nhất. Thông tin đã báo xong, chúng tôi xin phép cúp máy đây. Hiện tại chúng tôi đang rất bận, gia đình thông cảm. Chiếc điện thoại trên tay Hiền rơi đến cúp một cái, xuống đất vỡ tung tóe. Thằng bé trên tay cô dập mình khóc ré lên. Bà Loan đang đứng tròn mắt chưa hiểu chuyện gì xảy ra, thì cái Linh khóc lớn: Mẹ ơi, bố bị tai nạn, chết rồi. Các bạn thân mến, như vậy là phần thứ 2 của câu chuyện Làm Dấu Đất Tộc của tác giả Trung Kiên đã khép lại video ngày hôm nay. Câu chuyện càng nghe thì càng cảm thấy bí ẩn và những tình tiết rùng rợn sợ hãi cũng ngày một tăng cao. Nếu cảm thấy câu chuyện hữu ích thì các bạn có thể ủng hộ cho tác giả Trung Kiên cũng như Bí Ẩn Radio để bọn mình có thêm động lực đọc truyện cho các bạn hàng ngày. Các bạn cũng đừng quên, Bí Ẩn Radio hiện đang có mini game với tổng giá trị giải thưởng trên 1.000.000 đồng. Nội dung là những ấn tượng hoặc những kỷ niệm của các bạn đối với Bí Ẩn Radio, hoặc là những nội dung chuyện mà các bạn đang nghe trên kênh, cũng có thể là những ấn tượng đối với MC Tả Thử. Các bạn có thể tham gia mini game với phương thức đó là trở thành một thành viên của hội những người thích nghe chuyện ma cho dễ ngủ trên Facebook, hoặc hội ngủ nghe ma trên group Zalo. Mình đều để đường link ở trong phần mô tả của video. Và trong các group đó thì mình đã đều ghim các cái phần thể lệ cũng như cách thức để tham gia mini game ở trên đầu của các group. Các bạn có thể dễ dàng để tham gia. Một lần nữa, cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại vào ngày mai.